92 nhà hàng ở chiều Hương bán thịt động vật hoang dã. Số liệu thống kê đáng kinh ngạc này vừa được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, gọi tắt là ENV, thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đưa ra. Trung tâm này cũng đã đề nghị với thành phố Hà Nội sớm có biện pháp chấm dứt ngay tình trạng buôn bán động vật hoang dã tại các nhà hàng tại khu vực lễ hội chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Kết quả khảo sát của ENV trong những ngày giữa tháng 2/2013 tại 50 nhà hàng kinh doanh thức ăn tại chùa Hương cho thấy, có tới 46 nhà hàng tại đây ngang nhiên công khai bày bán và quảng cáo động vật hoang dã. Phạm vi hàng quán bày bán thịt động vật hoang dã từ khu vực bến đò Suối Yến đến tận trước sân Thiên Trù. ENV cho biết các loại động vật hoang dã được bày bán bao gồm cả động vật đã chết, động vật còn sống như chim, nai rừng, cầy hương. Cũng theo ENV, ngay trong quá trình phối hợp với cán bộ kiểm lâm huyện Mỹ Đức kiểm tra ngẫu nhiên 17 nhà hàng có bày bán quảng cáo thịt động vật hoang dã, đã phát hiện tới 7/17 nhà hàng không có giấy phép kinh doanh động vật hoang dã hay giấy phép không phản ánh đúng thực tế về các loài được phép buôn bán. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nói với báo chí là đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức kiểm tra và xử lý các sai phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 3, tại nhiều quán ở chùa Hương vẫn trưng bày bán và quảng cáo động vật hoang dã. Thậm chí, một nhà hàng nằm ngay cạnh trụ sở công an xã Hương Sơn cũng ngang nhiên treo thịt nhím, thịt cầy hương bày bán.